Hello, chào tất cả anh em. Xin giới thiệu tới anh em bầy 4 em vện. 4 em, 3 vện, 1 vàng, tất cả đều cái hết. Anh em có nhu cầu về con giống này, cái giống nha, cái này đúc giống thì rất tuyệt vời luôn. Vện kem này, vện vàng này. Đấy, và vàng kem nha. 4 em đều là cái hết. Hàng chất lượng luôn, lưới đốm nhiều. 2 vện kem là lưới gần đen hết luôn. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình thấy bên dưới này, kết bạn Zalo trao đổi thông tin trực tiếp anh em nha. Bao ship toàn quốc luôn, đã chích 2 mũi rồi, cuốn 2 tháng rưỡi đã chích 2 mũi rồi. Anh em xem thông tin nha, cảm thấy ok thì trao đổi thông tin qua Zalo anh em nha. Hàng rất đẹp luôn, bao anh em luôn. Mình ở Sài Gòn nha, thành phố Thủ Đức. Nếu có nhu cầu tới trại mình cũng vẫn hoan nghênh tiếp đón anh em nha, xem trực tiếp càng tốt anh em ạ. Còn không thì cứ qua video này mình trao đổi thông tin và ship tận nơi cho anh em luôn. Vện kem này, đấy em vện kem này, mặt mũi rất đẹp này. Hai em vện kem cái, một em vàng kem và một em vện vàng. Tất cả đều cái hết. Anh em có nhu cầu mua được thì hãy xem những video khác anh em nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.